Nè con ăn cá này thử ngon không nghe. Dạ. Dạ. Mình đi hái bông điên điển về nấu canh chua cá linh. Yeah, mấy con leo lên xuồng. Mình mặc áo rồi đi. Vĩnh Thuận nha. Vĩnh Xuân. Tắm giết lên về ăn canh chua nha con. Yeah.
Ngon. Yêu bạn nắm bàn tay cháu thương mà. Long ơi, ra ăn cơm nè. Dạ con ra liền. Con ăn đi. Dạ. Nè con ăn cá này thử ngon không nha. Dạ. Ngon quá rồi. Cơm dính miệng rồi Long. Dạ. Bữa nay Út nấu ngon không? Ngon lắm Út. Mâm muốn con ăn nữa. Vậy con cơm nhiều vô nha. Dạ. Con cơm dính miệng nè. Hehehehe